Hello，大家好，我是金河老师，很高兴能跟大家一起来学习汉语。现在的各位em cô là Thanh Hà và rất vui khi lại quay trở lại và đồng hành với các em trên con đường chinh phục tiếng Trung. Jin tian ni, wo men jiu hui yi qi qu liao jie yi xia di qi ke de ke wen, LK 5 级的第七课的课文的内容是什么意思哈。Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nội dung bài khóa của bài số 7 trong cuốn giáo trình luyện thi HSK5 bản chuẩn quốc tế nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem nội dung của nó là gì. Nào mà tiết chi khơ na, tiết chi khơ tờ chủ tí sư, chống ủy cụ sư lẻng dứa, chống ủy cụ sư lẻng dứa. Nào mà sầu xiên na, lão sư, à, nì mân xiên thiên lão sư tú ý xa khơ vấn. Mãng rấn mô xiang, mãng rấn mô xiang. Hẳn chiếu ý chén, yếu ý cơ hẳn yếu trư phê tờ quốc vãng. Y thiên, thà răng sư tiên mân chú chào y thấu đà xiang, hờ y xie chú sân sứ, yển chinh chiếu xa lở tờ rấn hồi lái. 士兵们分别去不同地方寻找，把找到的大象和盲人带到他面前。国王叫盲人们去摸一摸大象，问他们：“你们觉得大象是什么样子？是什么样的呢？”摸到牙齿的盲人说：“我觉得像一个角。”胡说。摸到尾巴的盲人说：“它像一条绳子。”摸到大象身子的盲人说。我觉得像一面又高又平的墙。不，你们都错了，应该是像一把扇子。这个盲人摸到了大象的耳朵，国王笑了起来。你们每个人都只摸到了一点，就认为自己了解全部了吗？只有片面的认识是不能下结论的。好，那我们先了解一下啊，第一个成语故事是什么意思呢？可能就听到这里，大家都很熟悉了，对吧？越南语也有这个也有这个故事，然后也形成了这个成语，是不是？khi mà đọc xong cái bài này thì chắc là chúng ta cũng đã có thể là không cần phải dịch, chúng ta cũng đã hình dung được cái nội dung chính của cái đoạn này, đó là nói về câu chuyện gì rồi đây ạ? Thầy bói xem voi rồi đúng không ạ? Thầy bói xem voi thì ở tiếng Việt của chúng ta cũng đã có cái câu chuyện thầy bói xem voi này và đã hình thành nên cả cái câu tục ngữ của người Việt Nam mình nữa rồi đấy đúng không? Thành ngữ của người Việt Nam mình rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lại một lần nữa nhé. Hấn chiều ý chén là trước đây rất là lâu hay là ngày xưa ngày xưa. Cái câu này mình hay dịch là ngày xưa ngày xưa. Có một quốc vương rất là gì đấy ạ? Trư Khuê ở đây thể hiện là gì ạ? Kiểu rất là trí tuệ, rất là anh minh đấy, rất là sáng suốt. Thì một hôm ông đấy làm sao đấy ạ? Rang sư tin mân ở đây là các binh sĩ. Ông ấy mới bảo các binh sĩ của mình là gì ạ? Chú chảo y thấu ta xiang. Thấu ở đây là lượng từ dành cho con voi nhé. Đi tìm một cái con voi lớn và hứa y xie gì đấy ạ? Chu sân sứ yển chinh chiêu xa là tờ rấn quấy lái. Và tìm một số những cái người mù đúng không ạ? Những cái người mà mắt không nhìn thấy gì. Về thế thì các binh sĩ này mới lần lượt đi khắp nơi để tìm kiếm và làm sao đã tìm về được một cái con voi rất là lớn và một số những cái người mù và dẫn đến trước mặt của quốc vương. Thế thì quốc vương mới bảo những cái người mù này là gì ạ? Đi sờ những cái con voi đấy và hỏi họ là sao. Thế thì các anh cảm thấy là gì ạ? Cái con voi này nó giống với cái gì, hình dạng của nó giống với cái gì? Thế thì cái người mù mà chỉ sờ được cái răng của con voi thì nói là gì ạ? Tôi cảm thấy nó giống như là một cái gì đấy ạ? Cái chảo ở đây là gì ạ? Chảo ở đây mình có thể hiểu giống như là một cái chảo là một cái bình thường, chảo có nghĩa là một cái sừng đúng không ạ, cái sừng hay là cái góc gì đó thì ở đây mình có thể hiểu là giống như là một cái sừng đi ạ. Thế còn hú xua, thế hú xua là gì ạ? Nói bừa, tức là một cái ông người mù khác, ông ấy lại bảo là gì, anh đừng có nói hồ đồ, anh đừng có nói bừa. Đấy cái từ hú xua. Làm sao đây ạ? Cái người mà sờ được cái đuôi của con voi, cái đuôi của con voi thì lại nói là gì ạ? Tôi thấy anh nó giống như là một cái gì ạ? Sừng tự đây là cái dây thừng, cái dây thừng. Thế còn cái người mù mà làm sao sờ được gọi là thân hình của con voi, thân hình vạm vỡ của con voi thì lại nói là gì ạ? Tôi thì lại cảm thấy nó giống như là một cái bức tường, chắn ở đây là tường, vừa gọi là gì ạ? Vừa cao và vừa bằng phẳng đúng không ạ? Thế thì một cái người khác sờ được một cái bộ phận khác thì lại nói là gì? Không, các ông nhầm hết rồi đúng không? Lẽ ra là gì, nó sẽ giống một cái gì đấy, san sự là cái quạt. Thì cái ông mà bảo là giống cái quạt này là gì ạ? Đây là cái người mù mà sờ được cái gọi là cái tai của con voi nó to để nó xòe ra thì lại bảo là giống cái quạt đúng không? Thế thì quốc vương mới liền cười và nói rằng là gì ạ?
Mỗi người các ông thì đều chỉ sờ có một điểm thôi, tức là một bộ phận trên con voi thôi, đã cho rằng là gì ạ, bản thân mình hiểu toàn bộ hết tất cả về con voi đấy. Thì nếu như mà chỉ có những cái gọi là phiên men và rân sư, tức là gì, phiên men là một cái rất là phiến diện đấy, thì rân sư ở đây là một cái nhận thức. Nếu mà chỉ có những cái nhận thức rất là phiến diện hay là có những cái cách nhìn rất là phiến diện thì không thể nào mà đưa ra kết luận được, đúng không? Đấy, vậy thì thông qua cái câu chuyện này và người ta đã hình thành nên câu tục ngữ đó là thầy bói xem voi, tức là sao ạ, chúng ta chỉ nhìn một mặt của vấn đề mà chúng ta đã đánh giá nhận xét cả cái vấn đề đấy, thế là không được, đúng không? Vấn giao làm sao? Giao chuyển miên tợ à, giao chuyển miên tợ khăn à, trái nấng xả chuế xả chiếu luôn. Chúng ta phải xem một cách toàn diện thì chúng ta mới có thể đưa ra cái kết luận được nhé. Đấy thì đấy là cái ý nghĩa của cái câu tục ngữ đầu tiên gọi là mắng rấn mua xẻng, mắng rấn mua xẻng, thầy bói xem voi. Đấy. Tiếp ạ, à, muốn看一下. Tiếp theo课文也是另一个成语故事. Bài khóa số 2 nó chính là một cái câu tục ngữ khác, nó gọi là gì ạ? Kinh thành sở trì, kim sử vi khai. Kinh thành sở trì, kim sử vi khai. Đó, mình xem xem nội dung ạ. Xi Khang thời kỳ, có một vị chú mình của tướng quân là Lý Quảng. Ta sẵn ý chỉ mã sự kiện, chu trận dũng cảm, bị xưng với Phệ tướng quân. Một đêm ban quản, ta đang dẫn theo sĩ binh mình trong sơn trung đả l猎,忽然发现远处蹲着一只大老虎，士兵们都紧张地围了上来，想要保护它。李广摇摇头，表示不要紧。看见他从射袋里啊、从箭袋里取出了一支箭，摆好姿势，全神贯注，用尽全力啊、向老虎射去。过了一会，老虎没什么反应，士兵们小心地走上前去，想确定他是不是死了。没想到仔细一看，被射中的竟不是老虎，而是一块形状很像老虎的大石头，而且一整支箭几乎全都射到了蛇头中去了。大家都很吃惊，连李广自己都不相信他能有这么大的力气。于是他想再试试，可是这次他连续换了几根箭都没能再射进去，有的箭头碎了，有的箭杆断了，而大石头一点变化也没有。哎，怎么会这样？士兵奇怪的，你看我，我看你。哎，大概是我不够用心了吧？李广也无奈地说。人们对这件事情感到很不解，就去问当时最有影响力的学者杨兄。杨雄啊，杨雄回答说。如果诚心实意，即使像金属和石头那样硬的东西也会被打动。精诚所至，金石为开，这一成语也便由此流传下来。那我们现在chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nội dung của nó nhé. Nội dung của cái câu chuyện này là gì đấy ạ? À, vào cái thời Xi Han, ở đây là vào thời Tây Hán, thì có một cái vị tướng quân rất là nổi tiếng tên là Lý Quảng. Thế thì ông này thì rất là giỏi, ở đây chúng ta có từ săn ngựa, ở đây là giỏi. Ông này rất là giỏi về gọi là chí mã sư chen, tức là cưỡi ngựa và bắn cung. Và làm sao chua chan dũng cảm, là khi ông này chinh chiến ở chiến trường thì rất là dũng cảm. Và được xưng hô là gì đấy ạ, được mệnh danh là ông gọi là phi tướng quân đấy ạ, đúng không ạ? Tiếp, thế thì có một cái vào một cái đêm, vào một cái buổi chiều tối, thì khi mà ông ấy đang gọi là dẫn dắt các cái binh sĩ của mình ở trong rừng để gọi là săn bắn, thì đột nhiên phát hiện ở cái phía đằng xa có một cái kiểu như là đang gần như là có hình ảnh của một cái con hổ lớn nó đang ngồi tuân trợ, đây là kiểu theo kiểu ngồi á, quỳ. Thế thì binh sĩ Mân mới rất là gọi là lo lắng, căng thẳng và quấy lật sang lái, tức là sao kiểu bao vây lại, đúng không ạ, bao vây lại để muốn bảo vệ cái ông tướng quân này. Thế nhưng mà ông Lý Quảng, ông ấy làm sao giáo giáo thấu, tức là gì ạ, ông ấy lắc đầu, biểu sư cứ yêu chỉ, biểu thị là gì ạ, không cần phải lo lắng đâu, làm sao ạ, chữ chen tha gì đấy ạ. Thì lúc này mọi người mới chỉ nhìn thấy ông ấy làm sao đấy ạ, lấy ở trong cái túi mà đựng đựng các cái mũi tên ấy ạ, đấy thì gọi là chen tai lì, lấy ở trong cái túi đựng mũi tên ra một cái mũi tên, và làm sao ạ, bái hảo tư sư, tức là gì ạ, theo kiểu là chuẩn bị cái tư thế, chuẩn bị sẵn sàng cái tư thế đấy ạ, và chén sân quan chu, tức là gì ạ, toàn toàn bộ dồn toàn bộ tất cả cái sự tập trung tinh lực vào để làm sao dung chiên chén ly xem nó củ sơ truy, và ông này dùng sức để bắn cái mũi tên đấy vào cái con hổ đó, đúng không ạ?
Thế sau đó là sao? Cua ý khuây tức là một lúc sau thì con hổ không có phản ứng gì cả. Thế thì các cái binh sĩ này làm sao? Rất là cẩn thận mới tiến về phía trước, tiến về phía trước một cách rất là cẩn thận để xác nhận xem là liệu cái con hổ đấy nó đã chết hay chưa. Thế nhưng thật không ngờ là gì, khi mà họ nhìn một cách tỉ mỉ kỹ càng ấy thì làm sao đây ạ? Cái con hổ mà bị bắn mũi tên bắn trúng đấy, nó không phải là hổ thật ạ, mà nó chỉ là một cái hòn đá nhưng mà có hình dạng giống con hổ thôi. Đấy, hơn nữa là gì đây ạ? Cả cái nhưng mà có một cái điều kỳ lạ đó là gì, bình thường đá mà chúng ta mà bắn mũi tên vào thì liệu mũi tên nó có cắm ở trên viên đá đấy không? Không đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây là gì, người ta thấy rất là kỳ lạ, đó là cái mũi tên đấy, cả cái mũi tên đấy lại gần như là gì đấy ạ, lại xuyên trúng, tức là xuyên giữa cái hòn đá đấy luôn. Rất là vi diệu như vậy. Thế thì mọi người mới rất là kinh ngạc, ra ta cha hẩn chư trinh ở đây rất là kinh ngạc, lén Lý Quảng sư chỉ tao bố xem gì, tức là gì, đến bản thân cái ông Lý Quảng thì ông không tin nổi là sao ông lại có một cái năng lực, lại có một cái gọi là cái khả năng, cái sức mạnh lớn như thế, có thể dùng cái mũi tên đúng không, mà lại đâm xuyên giữa cái viên đá cứng như vậy. Thế thì làm sao đây ạ? Mọi người mới lại bảo ông đấy là thử lại một lần nữa, thử lại một lần nữa. Thế đến lúc này ông này ông mới làm sao ạ? Lén suy khoan là chỉ cân chen, ông này mà ông mới thay rất là nhiều mũi tên, liên tiếp thay rất nhiều mũi tên, rồi làm sao ạ? Nhưng mà có một điều lại lại rất là kỳ lạ, đó là không mũi tên nào trúng cả, lần này bắn thì lại không mũi tên nào trúng hết đấy. Và có thậm chí có những mũi tên thì làm sao, cái đầu mũi tên của nó bị xoay ở đây, có nghĩa là bị gãy vụn đúng không ạ, bị gãy vụn. Thì có những cái chen chen can ở đây là kiểu cái thân của mũi tên ấy thì làm sao, bị đứt gãy, không thể nào mà gọi là đâm trúng cái viên đá đấy nữa đó nhá. Và cái viên đá này người ta nói là ta sứ thâu y tiển và bé hoa nhà mấy, hiểu đúng không? Cái viên đá này thì làm sao lại không có một chút gì thay đổi cả. Thế thì làm sao đây ạ, người ta cảm thấy rất là kinh ngạc và mới hỏi lấy chẩm khuê chơi ăn, sao lại có cái chuyện như vậy đúng không? Thế thì tất cả các binh sĩ đều làm sao ạ, kỳ lạ nhìn nhau, người anh nhìn tôi nhìn anh đúng không, và nói là gì, có lẽ là chắc là do tôi vẫn chưa, thế ông Lý Quảng ông mới kiểu bất lực nói là có lẽ là do tôi chưa dùng sức để chưa dùng đủ sức để có thể bắn trúng cái lần này. Thế thì mọi người mới làm sao đây ạ, cảm thấy vô cùng là không hiểu về cái sự việc này, tại sao lại như vậy, tại sao cái lần đầu tiên ông này ông ấy bắn thì lại trúng cái mũi tên ấy, lại trúng được cái viên đá, mà hai những cái lần sau có dùng sức thế nào đi chăng nữa cũng không thể trúng được. Thế thì mọi người mới đi hỏi một cái ông học giả cái thời đó đang có cái sức ảnh hưởng rất là lớn, tên là gì đấy ạ, Dương Hùng. Thế thì ông Dương Hùng thì ông mới nói là gì, rú của chứng xin sứ y, tức là nếu như chúng ta thật tâm thật lòng đúng không, để làm một cái việc gì đấy thì cho dù là gì đấy ạ, những cái đồ vật mà có cứng như kim cương hay là cứng như đá cũng sẽ bị gọi là gì ạ, cảm động. Thế chính vì vậy mà làm sao mới xuất hiện cái câu thành ngữ đó là gì đấy ạ, chinh chống sủa chư chi sứ với khai, tức là chỉ cần chúng ta dùng hết tất cả những cái tâm sức và tâm huyết của mình để làm thì cho dù là gì đấy ạ, kim cương hay là sắt đá cũng sẽ làm sao, cũng sẽ mở lòng ra, cũng sẽ gọi là bị rạn nứt đúng không ạ. Đấy thì đấy là cái câu thành ngữ cũng 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 rất là hay đúng không, rất là hay nhé. Rồi ok, như vậy là cô đã giải thích cho chúng ta qua về hai cái câu thành ngữ và nội dung của hai cái bài khóa xuất hiện ở trong bài khóa số 7 này rồi. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống xem bên dưới xem có một số những cái bài tập thì chúng ta sẽ cùng làm với nhau nhé. Tì nào, chuyển giữa khớ sư giật sứ ủy thiến cung, lựa chọn những cái từ phù hợp để điền vào chỗ trống. Ở đây chúng ta sẽ xem chúng ta có từ chin ly là tận tâm hay là tận lực làm một cái việc gì đấy, phiên miên phiến diện, chuyên tinh xác định, san quý là giỏi về cái gì, chín chảo bằng với chảo thôi ạ, có nghĩa là tìm kiếm, và bú nhau chỉ là không cần phải lo lắng, không cần phải vội vàng. Vậy ti nào, tha chai gì đấy ạ, sư chu chín chảo, tan chư chín giống rắn mấy hiểu chía của đúng không ạ. Như vậy ti chúng ta sẽ điền đây là chín chảo. Sư chu ở đây là tứ phía đấy, ở khắp nơi, nếu có thể gì là khắp nơi cũng được, anh ấy tìm khắp nơi, tìm tứ phía, nhưng mà là gì ạ, chư chin ở đây có nghĩa là tao xem trai nhé, đến bây giờ thì vẫn làm sao không có kết quả gì cả. Tiếp nào, bu nấng chưa yang sở mà phiên miên tợ khăn quân thí suy yếu tua phong miên tợ khảo luy đúng không ạ, chúng ta không thể nào mà nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện được, mà chúng ta cần phải làm sao đây ạ, tua phong miên tợ khảo luy, tức là cần phải cân nhắc ở trên nhiều phương diện. Đó. Tí san là nỉ chấm chấm tha chiêu sư của mình xuyến trả tận năng với anh chúng mà nỉ chưa tinh đúng không đây nhớ ở đây chúng ta sẽ điền từ chưa tinh, nỉ chưa tinh tha chiêu sư của mình giao trả tận năng với anh chúng mà, bạn có xác định là anh ấy chính là cái người mà anh hùng, mà cái vị anh hùng mà chúng ta cần phải tìm không tôi mà. Tí sư nào, của mình ban dẫu cơ thống xuế bày chưa chọn là hái hảo sang tợ bú chung chấm bú yào chỉ đúng không ạ, đây chúng ta sẽ điền từ sửa đây, bú yào chỉ đây có nghĩa là không quá nghiêm trọng cũng được, không quá nghiêm trọng. Lớp chúng tôi có một bạn học sinh bị làm sao bay chưa choang, tức là bị xe đụng đấy, bị xe đâm, thì vẫn may hái hỏng đây là may may thay là gì, sang tập cú chung tức là bị thương không nặng và cuối họ chỉ là không quá là nghiêm trọng. Đó. Tiểu nào, tha khẩn ai phụ xuế sân dễ khẩn sao mà
善于教他们，对不对啊？đây chúng ta sẽ điền từ善于à, cô ấy làm sao đây ạ à, rất là yêu thương học sinh của mình và cũng làm sao rất là giỏi theo kiểu là dạy dỗ họ hay là đào tạo họ. Tin liêu nào, biến nắn qua là suy đoán chấm chi vô lý chẳng tàn lý ý chinh gì ạ chinh ly lỏng đúng không à, đừng buồn nữa, mặc dù là thành tích không được theo như mong muốn, lý chẳng đây là lý tưởng lại không được lý tưởng lắm, thế nhưng mà bạn cũng đã làm sao chinh ly là đã tận lực rồi hay đã cố gắng hết sức rồi. Tiêu nào, ở đây chuyển dưới trông chuyện答案. Ở đây chúng ta sẽ có lựa chọn cái từ nào cho nó phù hợp hơn. Câu số 1 đáp án A thì đọc là mua, tức là sờ vào đâu đấy, và giáo là lắc đầu đúng không? Vậy đây nên liền từ gì ạ? Mày thiên của y khuấy cha khở ai tại xéo cẩu chiêu sở mơ trợ quẩy ba chung úa thảo cua lái. Ở vậy đây chúng ta có từ quẩy ba là cái đuôi, vậy cái đuôi thì chắc ở đây phải dùng từ gì ạ? Ở đây dùng bi đúng không ạ? Giáo quẩy ba đấy ạ. Giáo quẩy ba tức là gì, theo kiểu là nó quẫy đuôi à nhé à, mỗi ngày tôi cứ về đến nhà thì cái con chó nhỏ đáng yêu của tôi nó làm sao, nó liền vẫy đuôi và chu ngựa thảo cua lái, tức là kiểu chạy xông về phía tôi đúng không. Tiếp nào, đây chúng ta có từ phản y, phản ứng, và phản phản ứng này thì lại là gì, phản ánh cái gì, cái phản ứng đầu tiên là phản ứng với cái gì nhá, cái thứ hai là phản ứng cũng đọc là phản ứng nhưng mà lại mang nghĩa là phản ánh cái gì gì đó à, tuy của mân thí chu tận y chen lão bản hãy mấy hiểu chu chu sở mơ à, phản ứng đúng không à, tức là gì, đối với cái ý kiến mà chúng tôi đưa ra thì ông chủ vẫn chưa đưa ra cái phản ứng gì hết à, đấy. Đi san nào, chi suy ở đây là tiếp tục làm gì, lén suy là liên tiếp làm cái gì. Thế số 3 là gì? Của chân tợ suy ao siêu si lơ. Của ý chinh gì đây? Ở đây chúng ta nên dùng từ lén suy. À, lén suy cung chua o sứ cơ xảo sứ lơ. À, tôi thật sự là cần phải nghỉ ngơi rồi. Tôi đã làm việc liên tiếp trong vòng 20 tiếng rồi. À, thì sư ở đây là gì? Ái và ai? À, thế thì cái từ ai ở đằng sau này này thể hiện sự cảm thán theo kiểu là than vãn. Thế còn cái từ ai này là thể hiện cái gì đấy ạ? À, như kiểu là ngạc nhiên đấy ạ. À, ngạc nhiên. À, thế thì ở đây chúng ta liền từ nào? Từ A đúng không? Ấy à, tôi chẳng tạo ý tưởng ban phả để mình khăn khăn xí mua chính, theo kiểu là thể hiện cái sự ngạc nhiên, cái gì đấy tươi mới. Ồ, theo kiểu ồ, tôi đã nghĩ ra một cái cách rồi, mọi người xem là có được hay không nhé. Ừ. Thế còn cái đằng sau là thể hiện sự than vãn, ở đây thì không phải than vãn gì cả. Thế cho nên sẽ lựa chọn A ở đây cho cô, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo nào, bài số 3. Ở đây chúng ta xem là nên điền các cái từ này ở vị trí nào nhé. Ở đây nó có từ xa, xa ở đây là kiểu mù ấy ạ, không biết. Vậy là gì? Tham mấy huế cha khẩn tin sư công sư hiểu sư à, nhỉ cháu sầm mơ chí à, thế ở đây chúng ta nên điền cái từ này ở đâu đây ạ? Ở đây nên điền từ này ở đâu đây à, ở đây chúng ta sẽ nên điền là C đúng không ạ? Tha hái mấy khuấy lái là gì ạ? Anh ấy vẫn chưa về nhà đúng không? Khẩn tin sư cung sư hiểu sư, chắc chắn là công ty có việc gì, nỉ gì đây ạ? Xa cháo sửa mấy chí tức là sao? Cháo chí bình thường nghĩa là lo lắng đúng không? Ý là cứ lo lắng một cách mù quáng làm cái gì? Cái từ xa ở đây mình có thể hiểu theo kiểu là mù quáng đấy à, nhá. Đừng có lo lắng một cách mù quáng, đừng có lo lắng một cách kiểu như là không có căn cứ như thế à, thì gọi là xa xa chạy sửa mấy chí. Tiếp nào, số 2. Ở đây chúng ta có từ khu rán là gì ạ? Đột nhiên, bỗng nhiên đúng không ạ? Ban dê lỉ là gì? Nửa đêm này. Tha suy trợ sau đó chua chỉ lái, tức là ý nghĩa của câu này là gì, nửa đêm thì anh ấy làm sao, ý là đang ngủ thì theo kiểu đột nhiên ngồi dậy, và đây sẽ là gì thôi nhá, khu rán đúng không ạ à, khu rán chua là chỉ lái à, ban đêm lì tha suy trợ khu rán chua là chỉ lái ừ. Đang nửa đêm thì anh ấy đang ngủ thì bỗng nhiên ngồi dậy. Tiếp theo đây chúng ta có từ cân, vậy là gì chưa mơ mẩy ly tợ gì đây, thú khoa chinh rán sư dung cân sấm dự đúng không, ở đây cân nó là lượng từ đánh từ sấm dự thôi chua tợ nhá cái gì đấy ạ, cái bức tranh mà đẹp như vậy không ngờ lại là gì ạ, được làm từ một cái sợi dây thừng đúng không, và cuối cùng là chúng ta có từ phân tía, ở đây có nghĩa là lần lượt làm cái gì đấy, thì mình sẽ xem nên 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 điền ở chỗ nào. Tham ân truy lẻng cưa bu thống tợ chứng sư chua sư khuẩy tiêu trá chẳng léo chỉ ở nám phang cớ bảy phang bu thống tợ phương chỉ, vậy đây chúng ta sẽ dùng từ gì, phân bía ở đây đúng không? Tham ân phân bía truy lẻng cưa bu thống tợ chứng sư, tức là họ đã lần lượt đến hai cái thành phố khác nhau chua sư khuẩy tiêu trá là gì, để làm các cái bản điều tra về xã hội chẳng léo chỉ ở cớ nám phang cớ bảy phang tợ bu thống phương xú, tức là muốn tìm hiểu về những cái phong tục khác nhau giữa miền Nam và miền Bắc, được chưa? Tiếp theo nào, chúng ta cùng xem bên dưới nhá, ở đây chúng ta có những từ gì đấy ạ.
Ở đây cái phần là扩展mở rộng từ ở đây là gì? Liên quan đến语言, quấn chữ, liên quan đến ngôn ngữ và văn tự. Ở đây chúng ta có từ quấn chữ là văn tự này, xứ khuây từ loại, chống nghỉ thành ngữ, chữ mủ ở đây là gì ạ? Kiểu như là cái chữ cái ạ, sơn teo thanh điệu, pinyin là phiên âm, ủy chi ngữ khí, ý quân ở đây là theo kiểu là nghi vấn, ph否tinh là phủ định và sở lây ở đây là tịch lược, được chưa ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ xem nên điền cái gì nhé. Số 1 nào. Tôi ở lái xua, hàn ủy pinyin trung tợ chấm 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 khẩn nán, của chàng cháu phân bu chi, ở sơn hứa san sơn. Như vậy cái này phải dùng từ nào? Sơn teo đúng không? Sẽ điền từ sơn teo là thanh điệu. Số 1 này sẽ điền từ sơn teo. Đối với tôi mà nói thì làm sao? Hàn ủy pinyin trung tợ sơn teo khẩn nán. Cái thanh điệu ở trong phát âm của tiếng Trung thì rất là khó. Tôi thường không phân biệt được giữa thanh 2 và thanh 3 đúng không? Teo nào, lý chẩn mới nấng dung chưa chấm 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 cân phu mủ số khoa nữa. Vậy sẽ là gì? Ủy chi đúng không? Lý chẩn mới nấng dung chưa chúng ủy chi cân phu mủ số khoa nữa. Sao bạn lại có thể dùng cái ngữ khí này để nói chuyện với bố mẹ được chứ? Thì sao nào? Xỉu quấn trang tợ sứ hâu. Bố dung chài mấy cơ truy xử lý tâu dung của chén men ý chinh dầu là hậu men khởi ý sở lê đúng không? Tức là khi mà viết văn ấy, thì không phải không cần phải trong mỗi một câu chúng ta không cần phải đều dùng chữ của hết, không cần phải dùng chữ tôi. Thì nếu như phía trước mà có rồi thì đằng sau chúng ta có thể tỉnh lược đi. Đấy. Thì sư nào, của thí chu là của ta khăn phả tan lính tảo. Chấm 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 là của ta y chen, vậy sẽ là gì? Phổng tinh đúng không? Của thí chu là của ta khăn phả, tức là tôi đã đưa ra cái quan điểm của mình nhưng mà lãnh đạo thì làm sao phủ nhận hay là phủ nhận cái phủ định đi cái ý kiến của tôi. Đấy, thì đấy là toàn bộ tất cả nội dung của bài khóa cũng giống như là cái phần bài tập ở trong sách nhé. Đấy, thì hy vọng bài học ngày hôm nay sau khi mà nhờ sự chia sẻ của cô thì chúng ta có thể hiểu hơn một chút về cái nội dung của bài số 7 trong cuốn giáo trình luyện thi HSK5 nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video và clip tiếp theo. Về cái phần nghe hiểu và phần đọc hiểu thì cô sẽ làm ở các video sau, được chưa ạ? Học chen.